Angela Phương Trinh diện váy lông vũ gắn chim giả gây chú ý. Nữ diễn viên Angela Phương Trinh khiến người hâm mộ bất ngờ khi mặc trang phục ấn tượng tham dự sự kiện. Angela Phương Trinh tham dự một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh trong chiếc váy màu tím đính kết lông vũ nổi bật. Bộ váy gây ấn tượng vì ở phần vai đính hai chú chim giả gắn động cơ mini. Khi bật công tắc, hai chú chim có thể vỗ cánh, trông như chim thật đang bay. Angela Phương Trinh chia sẻ đang chủ động xả cơ, giảm cường độ luyện tập để có vóc dáng mảnh mai, mềm mại, chuẩn bị tái xuất màn ảnh. Nữ diễn viên hiện tại bận rộn với việc kinh doanh nhưng bản thân vẫn đam mê nghệ thuật. Bé Tết, con nuôi của nữ diễn viên, mặc chiếc váy tím xinh xắn tham dự sự kiện cùng Angela Phương Trinh. Cô chia sẻ bé có năng khiếu nghệ thuật nên dự định hỗ trợ con gái nuôi nối nghiệp mình trong tương lai. Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô sở hữu khuôn mặt khả ái, bộc lộ tài năng diễn xuất từ sớm. Năm 7 tuổi, cô từng đảm nhận một vai phụ trong Kính Vạn Hoa, nhờ sự đáng yêu, lém lĩnh, Angela Phương Trinh gây ấn tượng với khán giả từ thời điểm đó.